Thân chào anh em, mình lại tiếp tục lên một mặt hàng cơ khí nữa để giới thiệu anh em. Lần này mình có về được vài cây kẹp Waitaro và vài cây ren, tạo ren bên ngoài, Taro ren bên ngoài. Thì những cái cây này đều là hàng Nhật bãi, đã qua sử dụng nhưng tình trạng còn sử dụng rất là tốt. Mình đánh số như sau là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây. Trong này có 3 cây kẹp Taro và ba cây tạo ren bên ngoài. Thì cây số 1 thì mình bán với giá là 150 ngàn. Cây số 2 mình bán với giá của 150 ngàn. Cây số 3 lớn hơn một chút thì mình bán với giá là 170 ngàn. Và cây tạo ren ngoài số 4 là mình bán với giá là 200 ngàn. Cây số 5 tạo ren lớn bên ngoài mình bán với giá là 280 ngàn, và cây số 6 mình cũng bán với giá là 280 ngàn. Những cái cây này còn tình trạng sử dụng rất là ok nha anh em. Đó. Hàng Nhật bãi đã qua sử dụng nhưng mà chất lượng còn rất là ok. Thì anh em nào làm bên cơ khí có nhu cầu mua về sử dụng thì liên hệ mình, chỉ cần nói số 1 hay số 2, số 3, số 4, 5, 6 là mình sẽ gửi hết đúng hàng cho anh em. Chỉ có 6 cây này thì thôi, anh em nào quan tâm thì liên hệ mình. Xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.